Mỹ Linh hé lộ quan hệ hiện tại của nữ hương giang Hồ Hoài Anh đã có quyết định sau ồn ào nước ngoài. Mới đây đi vào Mỹ Linh đã có bài đăng dài trên trang cá nhân gửi nơi yêu thương đến những thành viên trung đội tại công bố chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đáng chú ý nữ ca sĩ đề cập thẳng về tình trạng lẻ bóng của nữ hương giang. Giọng ca Hương Ngọc Nan kể chuyện đàn em thường đến tập luyện một mình không có người thân hộ tống. Đến lúc buồn nữ hương giang lại nhắn tin tâm sự với cô. Giang hay đến trường quay một mình và khá lặng lẽ. Phương Vi thì khác, công nào cũng có anh xã Tây và cô bé con gái lai like theo ủng hộ mẹ. Em về lúc diễn ngã đau vội tìm vòng tay ông xã để khóc tủi thân. Giang lúc buồn không như ý lại nhắn tin cho chị Linh than vài câu. Đấy là sau hậu trường còn trên sân khấu chỉ có nụ cười rạng rỡ của tất cả các chị em. Vì sân khấu là cống hiến trong héo mấy thì ngoài cũng vẫn tươi, cái nghề nó phải thế, Diva Mỹ Linh viết. Đặc biệt Diva Mỹ Linh còn hé lộ chuyện nữ Hương Giang và Hồ Hoài Anh từng đưa các con đến nhà cô chơi vào dịp Tết năm 2023 gây chú ý nhất trong bài đăng là cách đi vào Mỹ Linh gọi Hồ Hoài Anh là chồng cũ nữ Hương Giang. Trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân, cặp đôi huấn luyện viên The Voice Kids một thời giờ đây quyết định làm bạn để cùng nuôi dạy các con. Nhờ Tết năm rồi Giang đi cùng chồng cũ đưa các con đến nhà chị Linh Anh Quân, vợ chồng đi vào Mỹ Linh chơi. Mình nhìn Giang ánh nhìn, thay cho câu hỏi Giang bảo, chồng em quyết làm bạn chị ạ, cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Rồi Giang cười mà mắt vẫn buồn. Hồi tháng 9 năm 2022, Hồ Hòa Anh bị gọi tên vào lùm xùm gây chấn động ở nước ngoài. Cũng từ đây cuộc sống của nam nhạc sĩ và nữ hương Giang có nhiều thay đổi. Từng là cặp vợ chồng chăm chỉ chia sẻ khoảnh khắc đời thường của gia đình lên mạng xã hội. Nhưng các bài đang gầy nhất. Gần đây nhất của Lưu Hương Giang và Hồ Hòa Anh đều không còn nhắc tới đối phương. Thời gian gần đây cặp đôi cũng không còn sánh đôi bên nhau nhiều như trước kia nữa.